Bộ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn hai truyện ngắn hợp răng của người kỹ nữ quế và truyện ngõ hẻm vợ bé hai tác phẩm này được trích trong tập truyện ngắn tâm trạng hồng của nhà văn bình nguyên lộc đã được nhà xuất bản sống vui phát hành tại sài gòn năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba người đọc thái hoàng phi Chuyện thứ nhất Hợp răng của người kỹ nữ Huế Cái quán cất giữa tường của một lò đúc Một mái nhà bằng đưng Che đậy một khoảng lề rộng cỡ ba thước Và sâu hai thước Thế mà trong ấy đã sống từ bảy năm nay Ông cả dần Bà cả Người con trai của ông Một người dâu già Đầu đến nửa tá cháu nội Vậy mà còn phải tiếp khách hàng nữa mới tài chứ Tôi uống chậm rãi tách cà phê của ông cả Tấm tắc khen thầm Tài thu xếp của ông Người đồng hương với tôi Chợt có một gia đình kéo nhau đi qua Dài lê thê như một đêm cằn nhằn Của một bà vợ ghen sông một trận ban ngày Gia đình này đông hơn gia đình ông cả Vì có hai đứa bé còn ẩm nách Không cần là thánh cũng biết Họ ở nhà quê mới lên Ông cụ ngó từng căn phố đối diện với ông cả Đoạn dây lại nhìn chúng tôi do dự dây lâu rồi gãi tay hỏi ông có biết nhà thầy bãi không ông thầy bãi nào ông cả hỏi lại tên gì không biết tôi cũng quên số nhà chỉ nhớ đường này thôi thì có trời mới biết ở đất sài gòn này có phải như ở dưới mình đâu ông ở tỉnh nào lên đây tôi ở tân an miệt kỳ son Thôi thì ngồi đây uống tách cà phê rồi đi kiếm. Chơi tôi thật không giúp ông bạn già được gì hết. Ông cụ xề lại ngồi trên con ngựa gỗ gần tôi. Trong khi con cháu ông ngồi trên lề cỏ. Lên bao giờ vậy? Ông cả hỏi. Hồi sớm tới giờ. Tán cư hả? Ờ hừ. Trễ dữ không? Thầy bảy đó bà con làm sao với ông? Ông cụ lại gãi đầu không có bà con nguyên năm đó thầy tản cư xuống làng tôi ở đậu nhà tôi tôi giúp thầy rất nhiều nên thầy thương tôi lắm được đầu sau tháng thầy có dịp trở về sài gòn khi ra đi thầy căn dặn tôi thế nào cũng lên chơi thầy có chỉ nhà kỹ lưỡng mà tôi quên à đây có cái này Ông cụ bước ra lề Môi trong giỏ kiếm gì không biết Vậy lâu ông ta trở lại Trên tay cầm một vật màu rượu chát đỏ Chúng tôi xem kỹ thì đó là một hộp cây Làm quà dấu tích Nhìn cái hộp xoàn mà ông bạn già mang từ dưới tỉnh lên Ông cả cười ha hả Hỏi bằng một giọng hài hước Rồi ông có cho lại thầy ta món gì để làm kỷ niệm không? Thật thà ông cụ đáp có tôi có cho thầy một cây gậy bằng gốc tre già quý lâm cũ đã ba đời rồi ông cả lại cười ha hả thôi nó giống như chuyện bẻ răng của ông nội tôi rồi bà cả con dâu ông cười rộ lên ông lão nhà quê không khó chịu trước thái độ đó ông cũng không thèm hiểu chuyện ông nội của ông cả bẻ răng như thế nào trong khi ông cả bận pha cà phê Thì ông lão ngồi buồn rủ ra Một lát ông đứng dậy xá nội nhà Thôi tôi kêu nha Chúng tôi ái ngại nhìn theo gia đình tội nghiệp ấy Băng khoăn không biết Đêm nay họ sẽ ẩn náu nơi đâu Nấn ná đợi cho người khách cuối cùng đạp xe máy đi Tôi hỏi ông cả Cái chuyện bẻ răng ra làm sao Thưa bác và nó dính dáng thế nào đến vụ biếu cây gậy của ông lão hồi nãy Lận những chiếc vợt trút bả cà phê xuống cỏ Ông cả lại cười ha hả Thịt bụng của ông nhảy lên nhảy xuống Ăn nhịp theo cơn cười tưởng không bao giờ dứt Đây là một câu chuyện Ông nội tôi thuật cho tôi nghe hồi tôi còn nhỏ Ông thích chuyện này lắm Và thuật cho cả làng nghe Ít lắm mà là một trăm lần Tôi lạ là thầy không biết chuyện đó Ông nội tôi khi xưa là một nhà nho lỡ giận Ông có ra quế thi hương thi hội gì đó cũng không biết Mà thi rớt nên về nhà dạy học và làm thầy thuốc Ông cố tôi là một địa chủ lớn Nên chi thỏa ấy ông nội tôi đi thi bảnh lắm Chứ không phải cực khổ như những học trò khác Người ra đến quê trước ngày thi đến những ba tháng Thôi thì cao lâu tủ quán con hát cô đào Dành làm thân cảnh Thưởng nguyệt du thuyền Thu gì cũng nếm qua Trong ba thân ấy Người bắt tình với một con hát Nổi danh ở đó Và quên cả ngày thi đường về Một ghe bầu tiền chở theo Mới qua tháng thứ nhì Mà đã dơi đi hết quá ba phần tư Người con hát cứ băn khoăn Lo ông nội tôi thi đậu Rồi thì một là được phong phò má hai là cấp tốc về quê rồi bỏ cô ta lại chăng nên hai người thề thốt với nhau dữ lắm lại chọn những của quý nhất của họ mà tặng nhau người con hát tặng ông nội tôi một cái nón cũ quai đồi mồi ông nội tôi tặng gì cô ta cũng chẳng ưng bảo là chưa đủ quý cả chiếc vòng cẩm thạch của gia bảo nhà tôi ông nội tôi mang theo trong mình để trừ tà cô ta cũng chưa cho là quý Ông nội tôi phải theo hỏi đon hỏi rèn hỏi mãi cô ta mới chịu nói thật Là chỉ có cái răng của ông nội tôi mới là bằng cớ chắc chắn nhất của tình yêu của ông Ngỡ lạ gì chứ còn một cái răng thì cũng dễ Ráng chịu đau là được à lại khỏi tốn tiền Ông nội tôi rất thích cái ý muốn kỳ dị của người con hát Và lòng càng mến yêu người này hơn Nửa tháng sau ông nội tôi vào trường thi Và thi hỏng là con nhà giàu ông nội tôi cũng không khổ lắm vì sự thất bại này trước khi rời lều chổng về quê người ghé qua cô tình nhân để coi người này tính sao sau khi mà cô ta không còn hy vọng làm quan tắc nữa kết quả cuộc thi không lạ gì đối với người đào hát là những người gần gũi nhất với đám cử tử nên cô tình nhân của ông nội tôi đã hay sự thất bại của người và làm lơ cho đứa tớ gái ra nói không quen biết với kẻ nào tên đó hết tức quá ông nội tôi nhắn lời đòi cái răng lại một lát sau đứa tớ gái bưng ra một cái tráp sơn son thép vàng rất đẹp và nói thưa ngài cô nương tôi bảo ngài cứ lựa răng nào phải của ngài á thời lấy điên người ông nội tôi dở cháp ra thì ôi thôi răng là răng thì ra cô đào hát ấy Bẻ răng của hàng trăm người Để giữ làm kỷ niệm Chớ không riêng gì của ông nội tôi Hết truyện Truyện thứ hai Ngõ hẻm vợ bé Biết rõ nền tài chánh của mình Khánh cố cam phận với ngõ hẻm chàng ở Ngõ hẻm không có đường cho nước rút nên hễ mưa xuống là nước vào giếng nhà chàng Xong pha ra đến sau bếp Nó mang theo nào là giấy, bã mía Lá chuối gói sồi Mà trẻ con trong xóm dứt bừa bãi trên đất Mỗi buổi sáng Rồi khi trở ra Nó bỏ lại những người khách khó chịu ấy Trước nhà chàng là một cánh đồng tháp mười thu hẹp Mùa ướt thì động nước mưa Mùa khô thì động nước rửa nhà Từ cả hai mươi căn phố tống ra phố vách dáng vợ chàng có chửi chàng thì nhà hai bên nghe không sót một tiếng vách dáng lâu năm nhót hở cỡ đút ngón tay qua lọt nên chi nhà ăn cái gì người ta cũng biết rõ như ở chung a à, hôm nay cuối tháng nó ăn toàn cá rô con dầm mắm nêm ngoài các thứ tiếng động cổ điểm mà chàng phải nghe như là vợ chồng họ cãi lộn nhau vào giấc trưa trẻ con ó ré bất kỳ giờ giấc nào ra vô giận thả máy Khánh sợ nhất là những đám đống đinh treo mùng À Tại làm sao mà đinh treo mùng của họ Nó có xúc Họ không đóng ban ngày Mà hễ lối 10 giờ đêm Chàng đang liêm diêm Thì nghe tứ phía tiếng búa nện vào đầu đinh Một cách điên tiết Lắm khi búa nện chật một bên Đinh bắn ra xa Họ nổi giận Chửi cây đinh ôm sòm Chiến dịch đóng đinh treo mùng Đêm nào cũng tái diễn cả không ở nhà này thì ở nhà khác lại mấy chị chè đậu sưng xa nữa trưa trưa vừa chợp mắt được là mấy chị đi sát thềm nhà mà hét lên ai chè đậu nước dừa không khánh giật mình thức dậy thì trăm ngàn tiếng động khác ngăn chàng ngủ trở lại chàng cố an phận trong ngõ hẻm ấy nhưng không thể được vì một người kia không dung tha chàng đó là chị chủ căn nhà đối mặt đầu đuôi câu chuyện cũng tại cảnh đồng tháp mười trước cửa, số là thằng con của chàng nó xếp ghe bằng giấy thả lên cái biển tí hon ấy cho vui mắt, ghe trôi tấp qua bờ biển bên kia tức là trước nhà đối mặt nước rút xuống mà ghe lại không rút theo, thành ra thằng bé vô tình xả rác trước nhà người ta, chị chủ nhà sáng ra quét sân thấy vậy phát chữ ngay, thì rác ở sân chị chị cũng quét xuống biển chứ quét đi đâu? mà bị xã mới có một chiếc ghe bằng giấy là chị làm ầm lên vợ chàng chịu không được bước ra trả lời chàng toan níu vợ lại nhưng không kịp thế rồi hai đối phương đứng bên nay bờ biển và đứng bên kia bờ biển mà đấu khẩu với nhau y hệt như hai nước nghịch ở hai bên một bờ đại dương đánh giặc nguội với nhau bằng ra vô vợ khánh chỉ đấu khẩu một lần đó thôi thế mà chị kia lại cứ kéo dài mỗi ngày như là tiểu thuyết võ hiệp đăng báo nói xiên nói xỏ chịu không thấu hai vợ chồng khánh khổ quá định dọn nhà đi nơi khác nhưng đã ở đó lâu rồi khánh thích chân trời quen thuộc nơi đó thân cây sao rêu phủ nhô lên khỏi nóc dãy nhà ngoài đường mũi nhọn của lầu chua nhà thờ đằng xa kia và cả đến hàng dây kẽm phơi quần áo trước nhà cái gì đối với chàng cũng đã thân yêu quá đi rồi vả dạ lại cứ bằng vào số tiền mà chàng kiếm được khi nhường nhà này lại cho kẻ khác thì chàng không thể tìm một nơi hơn thế ở đây tuy ngập nước tuy ồn mà tương đối khỏi bị cái nạn cầu tiêu hầm tràn trề ra sau mỗi trận mưa thật là đi không nở mà ở cũng không đành bỗng đùng một cái con mẹ trước mặt dọn đồ đi trời ơi phước đâu mà lớn quá như vậy sáng hôm ấy hai vợ chồng mở cửa ra đón xôi ăn thì ngạc nhiên hết sức mà thấy phu xe cá đang khuân bàn ghế của nhà đối mặt ra xe. Nào lu, nào hũ, nào lon, nào gáo, chồng chất trên chiếc cầm nhông hai ngựa ấy. Rồi một tiếng đồng hồ sau là vợ chồng Khánh thoát nợ đời. Khi chiếc xe cá đã ra khỏi ngõ hẻm, 19 bà chủ nhà trong ngõ tựu lại trước cửa căn nhà trống mạch bàn tán xôn xao. Một chị ra vẻ thạo tình nói, Nó sang tới 20.000 đồng à được tiền quá hai mươi à, thật hay giỡn không tin à, thì thôi tôi nghe rõ đây mà chủ phố ăn đứt ba ngàn mới chịu sang tên đó thế sang cho ai chị nọ cười bí mật mà rằng rồi sẽ biết cả xóm đều nao nức mong đợi người chủ mới dọn về người đó có thể chỉ là một người thường như họ thôi nhưng ở đây buồn quá không có án mạng nào xảy ra hết cho đến một vụ bắt ghen nho nhỏ cũng không thì một người dọn đi một kẻ dọn về đều là trò vui được họ khỏi phải đợi lâu vì ngay trưa hôm đó có người đến rửa nhà tức thì đàn bà trong xóm vô lấy chị rửa nhà mà hỏi lăng xăng chị ta ngơ ngác đáp ông ấy mướn tôi rửa thì tôi rửa có biết ai đâu cả xóm thất vọng mà không tuyệt vọng và bền chí đợi chờ Sáng hôm sau có xe cá vào ngõ Mà lần này thì đến hai chiếc Lại chở toàn đồ mới và đồ quý giá không mà thôi giường gõ đỏ Nệm cao su xốp Tủ bằng lăng trắng lông mua ở tiệm Tây Ra vô gắn vào tủ Dần dần Một người đàn ông ra vẻ người nhà Đi theo chỉ huy việc sắp đặt bàn ghế Chủ mới là ai đó anh Thiên hạ bu lại hỏi Cô tôi Cô anh là ai có nói bà con cũng không biết Cô tôi là vợ của ông tôi Còn ông tôi là chủ của tôi Thấy đồ đạc quý giá Người trong ngõ cũng đoán được Chủ nhà ở vào hạng ông Anh người nhà lại xác nhận như thế Giai cấp người chủ mới Khiến họ càng tò mò thêm Và ngạc nhiên lắm Là hạng ông sao lại vào đây Sau buổi ăn trưa Chủ nhân đến Nhưng chỉ thấy bà chứ không thấy ông Bà đi taxi vào tận cửa với một chị người nhà. Bà còn trẻ, độ 25 tuổi thôi. Ăn mặc sang quá xá và tướng mạo cũng sang trọng vô cùng. Lẽ cố nhiên là mặt bà đẹp, móng tay bà đỏ chét và nhọn quá. Từ đó tới chiều cửa đóng kín mít, khiến thiên hạ ấm ức vô cùng. Chiều lại có người xách gạo mênh cơm đến, cửa hé mở rồi đóng lại như cũ. Đơn bà trong sớm trề môi dài một thước năm mà xâm xì với nhau. Xì sì, Điệu dữ quá Bộ sợ người ta thấy mặt rồi mất màu hay sao chứ Liên tiếp hai ngày liền Cửa nhà ấy vẫn đóng kín minh kín mít Thiên hạ ở đây khó chịu quá Đơn bà ở đây thì người này xẹt qua nhà người nọ Mà khó chuyện Chứ đâu có mà khuê môn bất xuất như thế này Bảo hại người ta giờ mỏi cổ Đợi hụt hơi mà không thấy tâm trạng gì hết Sáng ngày thứ ba Chị người nhà ra ngoài tay ôm một ôm quần áo giờ thôi chết chị này rồi thiên hạ dây lấy chị rồi mấy mươi câu hỏi đưa ra một lượt khiến chị muốn phát điên lên làm sao cứ ở lị trống không ra chơi bồ cô chủ của chị đẹp quá còn ông chủ đâu ông chủ ở tên là gì làm nghề gì giàu lắm hả chị cha đến kem khăn mua so nhỏ cũng bỏ tiệm giặt ủi à thành ra chị còn công việc đâu mà làm chị người nhà chỉ mỉm cười mãi rốt cuộc chị đáp chung cô không cho tôi đi đâu hết cấm cung à như vậy ai thèm làm ăn lương bao nhiêu một tháng mà bị nhốt như vậy cũng chẳng thèm thôi để khi khác chị người nhà rứt mà đi cả bọn còn tức ấm ách vì điều tra chưa tới nơi chiều hôm đó có một chiếc xe mercedes Nước sơn đen láng như quyền Phú Quốc Vào ngõ đậu lại ngay trước nhà mới dọn Một người đàn ông 50 tuổi Ăn mặc sang Cân xứng với chiếc xe Bước xuống Đóng cửa thật nhẹ Rồi đi vào nhà Ông ta chưa gõ cửa thì cửa đã mở Bên ngoài người ta dòm thấy cô chủ nghéo đầu Rồi thục lui vài bước Nhường chỗ cho người đàn ông Cửa khép lại liền Khi ông ta bước qua khỏi ngưỡng Chiếc xe Mercedes Đậu trong ngõ hẻm Đến 2 giờ sáng Trong sớm mới nghe nó rồ mái em ru Mấy hôm sau chị người nhà được ra ngoài Càng ngày càng ở lâu thêm mấy phút Như vậy rất đủ cho cuộc thẩm vấn của các bà trong sớm Họ đã biết rành mạch về nhà này rồi Cô chủ làm bé cho một ông kia Ông ấy thuộc giới nào Các bà chỉ kề miệng vào tay nhau mà nói nho nhỏ thôi Chỉ biết ông ta giàu lắm Có đến ba chiếc xe hơi nhà con gái lớn của ông ta trơm trèm tuổi của cô Tư, cô vợ bé ấy. Cô Tư ít khi đi đâu. Mỗi ngày sai chị ở mua báo về đọc để khỏi mất liên lạc với bên ngoài. Dài ba đêm tiếp chồng một lần, có khi đến nửa đêm, thỉnh thoảng tới năm giờ sáng. Cô Tư dọn về đây, không lợi cho ai cả. Vì đàn bà trong sớm mất hết một nhà để ngồi lê đôi mắt, lại mất hết một tay bồ. Riêng Khánh thì chàng thấy chàng có phước như là đẻ bọc điều đang khổ vì chị hàng xóm Thì chị này bỗng dưng nhường nhà lại cho một cô gái Tối ngày không nói một tiếng Sướng biết bao Thế là khỏi phải tính đến chuyện dọn nhà đi nơi khác Khỏi phải rời bỏ những chân trời thân yêu ở đây Nửa tháng sau Một chuyện y hệt như thế lại xảy ra Nơi căn nhà số 17 Cô chủ mới trẻ đẹp Đồ đạc cũng quý giá Cũng đóng cửa kín mít Và ông chủ thỉnh thoảng đến Cũng trên 40 ăn mặc sang trọng và đi xe quê kỳ Các bà trong sớm kệ ta nhau mà xầm xì Coi bộ cái gió ấy thì cũng là vợ bé nữa Quả thật thế Mấy hôm sau con ở của cô chủ thứ nhì vừa ló ra cửa Thì bị họ bố ráp ngay để điều tra Con bé khai tạch quạch không sót một móng Trường hợp của cô Helen này thì có hơi khác trường hợp cô Tư Cô Helen vừa bị bà chủ lớn bắt được ở một căn nhà tại ngõ hẻm khác đánh cho một trận nên thân rồi sởn đầu cô Helen quyết tâm đóng cửa đến mãi mãi trừ khi ông đến gõ theo ước lệ mới mở thôi lại một tai nạn nữa cho sớm mất thêm một đại bản doanh ngồi lê lại mất một tay bộ thứ nhì nhưng khánh thì lại mừng thầm vợ bé tới đây đông chừng nào chàng sẽ được yên thân chừng nấy vì không ai mà im lặng và yên lặng cho bằng loài vợ bé nếu cô Helen đến đây là do sự tình cờ Thì những cô Sáu, cô Chính, cô Mạc Rích, cô Ma Lên khác đến Nhờ sự giới thiệu Số là hôm ấy cái ông chồng cô Tư đâm xe vào Thì đèn pha xe ông ta rọi ngay đít xe của chồng cô Helen Đang đậu cách đó năm căn Thấy dáng xe quen, ông nọ sánh nghi Xăm xăm lại đó Chừng nhìn lại số thì quả là xe của bạn Ông nọ mừng quýnh chạy lui về Báo tin cho cô Tư Cô Tư hỏi chị ở Mới hay tự sự Ông nọ thích lắm Ngỡ chỉ có một mình ông mới bậy bạ thôi Nào dè gặp bồ Đó rồi hai ông bà đi ngay lại căn 17 Mà gõ cửa Trong đó chắc người ta quýnh lên Vì vừa bị một trận đến phải bỏ sớm kia mà Nhưng vợ chồng ông ngoài này lên tiếng Cửa mở Họ mừng rỡ nhau ôm sầm Giới thiệu lăng xăng Rồi từ đó hai cô vợ bé đi lại nhau luôn Thế rồi mạnh các ông các ông giới thiệu Mạnh các bà các bà rủ ren Không mấy lúc mà vợ bé tràn đến như nước dở bờ Lệ trong sớm sang nhà mười kim Đó là cái giá bất di bất dịch Từ ngày có cuộc di cư ở miền Bắc vào Nhưng giá nhà bỗng nhảy giọt lên Từ mười đến hai mươi kim Các ông chồng giàu cứ đổ tiền ra Mà đuổi êm người ta đi Như do Thái mua đất của Ả Rập Trước ngày phân chia xứ Palestine Người trong sớm cái gì cũng muốn cắt nghĩa cả Và cắt nghĩa được tuốt Họ tự hỏi Tại sao các ông ấy giàu sang tột bực như thế Lại bắt các cục cưng ở sớm tội tàn như vậy Rồi họ giải thích rằng Nếu để ở sớm sang Thì dễ lậu việc Bởi vợ họ quen biết nhiều các sớm đó Xe đậu ở ngoài đường dễ nhìn hơn là trốn trong xó này Mới trong vòng 2 tháng mà có đến 10 cô vợ bé về giải phố 20 căn này Tối tối Một dọc xe quê kỳ bóng lộn Nối đuôi nhau đậu trong ngõ hẻm Mấy đức phù quần ở đây Quen biết nhau cả Và xem ra họ thương mến nhau lắm Đồng hội đồng thuyền ma Họ lại hùng tiền nhau sang một căn phố Không để ai ở cả Mà dùng làm nơi gặp mặt mỗi đêm Phố dọn như ba Có quầy rượu Có bồi chuyên môn pha cốc ten Họ bàn nhau công việc Tại đại bản danh đó Và rất ung dung chứ khỏi phải lắm la lắm lét vì nơi đầu ngõ đã đặt lính gác hẳn hồi. Lính gác ngõ là một chị đàn bà bán thuốc lẻ, được lệnh hãy thấy gì khả nghi là phải bỏ hàng chạy vào báo động ngay. Các gia đình vợ bé này được tổ chức chu đáo, rồi không thấy sợ nữa. Tối lại họ mở cửa ra như thường, và đèn sáng làm nổi bật sự trang trí lộng lẫy trong nhà của họ. Họ đi xem hát có đoàn, thỉnh thoảng đi mua lụa, mua vải, mua trái cây, thì đi cặp ba, cặp tư ba ngày họ qua lại nhau luôn chứ không rút trong nhà như lúc trước Mươi bà vợ bé đều đẹp cả mười nhưng có bà đẹp ngây thơ phúc hậu có bà lại đẹp một cách khiêu gợi ồn ào vài bà nghiêm trang phần lớn đều lẳng họ đi đứng uốn éo như con rắn và ăn mặc thì y như là mới mắc một đám mưa da thịt lộ ra rõ bong bông khánh chỉ mới có ba mươi thôi ban đầu chàng chỉ thấy mình có phước mà được yên thân nhưng về sau chàng lại sung sướng mà được thưởng thức mỗi buổi chiều cuộc triển lãm ngực và mông. Chàng đùa với vợ. Bộ ngực đó hổn quá. Vợ chàng é một tiếng, hái chàng một cái rồi ngoe ngoảy bỏ đi vào nhà. Khánh nhìn vợ rồi nhiều khi đâm ra tuổi thân. Vợ chàng đẻ ba lần rồi, đã gầy như con khô hố, da da sộm ra. Những bà vợ lớn của mấy ông sang trọng kia chắc cũng thế. Nhưng họ lại có phương tiện để tìm an ủi nơi khác Họ, những người lưng khờm, dài hơi rút và đầu qua râm Trong khi đó thì chàng, một thanh niên hồng hào sức khỏe, sinh lực dồi dào Lại chỉ được thưởng thức suông mấy bộ ngực kia Như là xem chiếu bóng mỗi buổi chiều Khánh tuổi thần mãi rồi đâm liều Ừ, tại sao mình lại không có vợ bé như người ta Những bộ ngực trước nhà khiêu khích mãi không thôi còn vợ chàng thì cứ một ngày một lép thêm Như bánh tráng nhúng nước Khánh tự biết là không đủ sức nuôi dưỡng hai gia đình Nhưng chàng cãi với chàng Nào mình có mướn phố mất tiền Có sắm bàn ghế sang trọng làm chi Một căn phố lá Một chiếc trống tre là đủ rồi Mình chọn mấy cô bà ba Chứ đâu dám rớ tới mấy cô móng tay đỏ mà ngại Mấy lão kia ăn xài ẩu thế Chưa chắc đã sẵn tiền Đã hơn mình biết đâu ngày kia báo sẽ không đăng tin Một trong mấy lão Hoặc thục két Hoặc lường gạt các chỗ làm ăn Mình lương tháng vốn ngàn Chia ra cho ẻn Ngàn rưỡi là yên tới già Sợ bà đầm ở nhà chăng Điều đó khỏi lo Nếu biết cách như các lão kia Thì an ninh sẽ được bảo đảm Sài Gòn có mua ngàn ngõ hẻm Các bà vợ lớn có liên kết với nhau Bố trí hàng dạng tay do thám Cũng tìm chẳng ra mấy ổ quyên ương bí mật này nhưng tuy tính vậy Chàng vẫn quan mang Không biết có nên liều hay không Lương chia rồi còn hai nghìn rưỡi mỗi tháng Để đương đầu với nào tiền phố Tiền đen, tiền nước, tiền chợ Tiền thuốc men, tiền ơn nghĩa Một dạng thứ tổn phí không thể tránh được Thì có đủ đâu là đâu Khổ ơi là khổ Ngỡ yên thân được cái cuộc xâm lăng ngõ hẻm Của đạo binh vợ bé Nào ngờ bây giờ đến phải rổ chính ruột ra Đêm nằm nghe tiếng cười giỡn giòn như bắp ra bên cạnh Trí mơ màng duyệt lại những tấm thân quyến rũ kia Chàng muốn điên tiết lên Dục ngồi dậy bước xuống giường Đi qua đi lại Khiến vợ chàng kinh ngạc hết sức Khánh đi đã rồi lấy bút mực ra Lập ngân sách cho hai gia đình Lần nào cũng lòi ra một chỗ trống trong quỹ gia đình chính Không thể tưởng tượng ra món tiền gì Để trám nổi lỗ hổng to ấy Chưa có vợ bé mà Khánh đã gầy sút đi Vì mất ngủ Mất ngủ vì lo toan phương tiện tài chính Mà cũng vì bận rình mọi việc xảy ra Ở các nhà vợ bé 9 giờ Chàng lắng đợi chiếc xì bo Hai chỗ ngồi của cái ông mặc áo chim cò Chàng tưởng tượng cô ma rỉ Đang quyển chuyển bước ra mở cửa Rồi nhảy ra sân Bá lấy cổ lão cao bồi già 11 giờ Chàng băn khoăn Sao lão thầu khoáng Chồng cô ma lên Lại không về như mọi bữa Thế này thì đến chết thôi trời ơi Mỗi ngày đi làm bốn buổi Khánh đều ghé qua cô hàng thuốc lẻ ở đầu đường V Vì ở đó có đèn đỏ Không ngừng cũng không được Mà ngừng có một lần thì nó bắt ngừng hoài Vì cô bán thuốc mặt rổ qua mẹ Trông có duyên ấn Cô bán thuốc cũng bất nhân Không lần nào là không cười mỉm chi với Khánh Và xưng em ngọt xớt Anh chàng đang ở trong một tâm trạng đâm liều Vì khiêu gợi ở nhà Bây giờ ra đường lại bị chiếm hồn Thế nên anh ta quả quyết Sáng hôm đó là hạ chiến thơ cho cô bán thuốc Đêm ấy anh ta bận tìm mưu để cắt nghĩa những đêm vắng nhà sắp tới của anh Làm sao cho có lý để vợ khỏi cằn rằng Anh bịa nhiều chuyện hay quá Nào ông chủ sở bắt làm súp Hứa cho ăn thêm tiền Nào má thằng câu nào đó ở sở qua đời Phải giúp đám ma nhà nó vân vân Đồng hồ Westminster nhà cô Madrid vừa chậm rãi gõ xong 10 tiếng thì Khánh nghe tiếng ai chạy đuổi đuổi ngoài sân Anh vừa toa ngồi dậy Thì lại nghe ai đấm cửa nhà cô Sáu Bích Dân Tiếng đấm cửa nghe vô côn tệ Cửa không mở Lại có tiếng phá cửa rầm rầm Khánh nhảy một cái là xuống đất Chạy ra mở hé cửa nhà anh Mà dòm xéo qua bên cô Bích Dân Ba chiếc xe lạ đã vào đầu ở ngõ hẻm soi đèn pha vào ngay nhà này Trước nhà toàn là đàn ông không mà thôi Thì ra đây là một đám bắt ghen không do bà lớn mà lại do ông lớn chỉ huy. Thì ra, cô Sáu Bích Dân bỏ chồng theo lão rễ râu quê kỳ này. Đơn ông mà ghen thì nó ghê hơn được bà nhiều quá xá. Chồng lớn của cô Bích Dân lưng khòm mặt ốm xanh. Mà vì giận rung nên càng xanh thêm. Lão ta hét. Phá mẹ nó cho mau coi. Mấy tài phá cửa nỗ lực thêm. Rồi nghe một cái rầm lung lay cả dãy phố. Cửa ngã vào trong. Ánh sáng đèn ống ùa ra ngoài Lão chồng lớn nhảy vô trước hết Tay thò vào túi quần lấy cái gì Khánh nghe tiếng cô Sáu bích dần kêu rú lên Rồi nghe nổ một tiếng Như bánh xe xích lô nổ Lão râu quê kỳ kêu Trời ơi Rồi thiên hạ chạy rần rần Khánh run lập cập Lui vào đóng kín cửa lại Vừa leo lên giường chàng vừa lẩm bẩm Ghê quá Không biết con bán thuốc có chồng hay chưa vợ chàng đang cho con bú ngạc nhiên hỏi con bán thuốc nào vậy chứ ai bắt ghen ai đó ba nó hết truyện